Anh cho em hỏi nhà, em cho anh hỏi cái nhà của cô Ba Bon là nhà nào ạ? À? Nhà cô Ba Bon tuốt ở trong kia. Tuốt trong kia là hả? Chứ không phải nằm ở đây hả? Dạ, nhà này nhà của ông Giang. À. Dạ. Giang á, bà cô Năm ở đây á, mà bà nuôi mẹ con Giang đó, nghe nói như sao mà mẹ con Giang đuổi cô Năm đi đó. Cái đó ở đây mình biết không? Em cũng không biết nữa, tại em mới đi làm ở ngoài Phú Quốc về. Vậy đó ha. À. Vậy là nhà cô Ba Bon lúc trống hả? Dạ, dạ. À, cảm ơn em ha. Chỉ như chỉ thì sáng chỉ đi lên bệnh viện với lấy máu trên bệnh viện. Dạ. Không biết nhà hay gì? Không biết nhà cô Ba. Nhà cô Ba đây nè, chuyện không bây giờ có ra ngoài không, cô dẫn ra ngoài nhà Giang. Dạ không, tại vì con tính hỏi cô Ba cái vụ mà sao mà cô Năm của Giang á đang nuôi mẹ con Giang. Rồi sao tự động bây giờ không có nuôi nữa? Dạ cái đó con không biết không rành. Dạ ý con muốn vậy hỏi ba về đi. Chưa? Là chưa? Chú ở đâu à? Dạ con ở xa lắm, con ở lúc ở dưới dầm sát Cây Dương lận. Dạ. Chỉ dạ. Hồi sáng đi rút máu, rồi xét nghiệm máu thì đi bệnh viện á. Dạ. Dạ, bây giờ có không có nhà có bà già mà tám mấy tuổi mà với con nhỏ này không à? Dạ. Chỉ thôi, thí dụ có gì không biết thì tôi dẫn ra nhà ngoại cho. Dạ dạ, con biết nhà mà ngoại nhưng mà cái vụ đó nó lu bu đó, rồi mình muốn hỏi rõ ràng sự tình nó làm sao. Dạ dạ dạ. Tôi không có rành vụ đó, tại vì nhà tôi có chồng tôi là bệnh hoạn. Như tên ở đâu mà ấy đó chừng chừng nào đâu. Cô Ba về không biết nữa, bà muốn đi giờ nào về không biết, không rành vậy đó ha. Dạ tại vì dạ. Đi lên bệnh viện rồi lãnh thuốc á, nghiệm máu vậy đó, tôi nghe bà nói rút máu rồi về xét nghiệm, không biết lên bệnh viện ông Dũng thì tôi không rành. Dạ thì ba chưa về con có bà... mẹ không à, bà má bà chồng á, nó bà tám mấy tuổi như này đó, mẹ nó đi đồng. Dạ dạ. À, có chú gì không có điện thoại hả? Có điện thoại con điện cô Ba sáng tới giờ mà cô Ba không có bắt máy. Hai vụ gì ta kiếm bà Bon, vụ hỏi bà ngoài Giang mẹ gì của con Giang ai biết đâu, tôi nói tôi không rành. Dạ sao ra ngoài hỏi con Giang đi, hỏi con Giang á thì người này nó khác người kia nó khác, bây giờ chú ra ngoài hỏi con Giang chính xác. Dạ thì bởi vậy con hỏi con Giang thì khác, còn cái nhà ngoài trước là bà cô bà gì của con Giang thì bả lại nó khác. À bà ba thứ ba nha. À thì mỗi một người nó khác cho nên là ngày mình chỉ... không biết vụ gì rồi có nói gửi tiền, tôi thấy chị ba bà mua đồ ăn đem ngoài giùm, tại đây có bà má là tám mấy tuổi. Dạ. Rồi bà đâu có phải nuôi gì được, cũng như gỡ. Dạ. Mua cá mua thịt gì đó rồi bà chặt thằng này ăn thương mà, rồi tôi nói ai cũng nói thôi để nó ngoài thì bà nuôi thôi. Kêu cái gì má, người ta kiếp vô bo người ta hỏi vụ gì của con Giang nè, dù hỏi vụ con Giang quá, Giang bà mười cẩn á. Dạ. Bà có biết không? Không biết, không biết đâu. Dạ vậy thôi, có gì chiều con đảo dạ, lên con. Dạ. Dạ thì mình đến một nhà hàng xóm gần nhà của Giang nữa nghe cô chú, để là mình hỏi thăm về cái việc mà cô Năm của Giang là nuôi hai mẹ con Giang. Thì cái cô này thì cũng có tiếp trong gia đình của Giang, thì để mình đến mình hỏi coi như thế nào. À, tại vì thì có người thì họ tin là cô Ba nói, rồi có người thì họ không tin, thì cho nên là mình sẽ ghé mình hỏi cô này cũng cô Ba nữa coi như thế nào, rồi nếu như mà cần thiết thì mình sẽ đến mình hỏi chính quyền luôn, mình hỏi ban ấp luôn, thì những người ban ấp ở đây họ nắm được cái tình hình là những cái hoàn cảnh khó khăn mà tật nguyền neo đơn ở cái khu vực của họ. Thì trước tiên thì mình ghé hàng xóm mình hỏi trước thêm một người nữa nghe cô chú anh chị. Ừ. Cô Ba ơi. Ủa, chào ạ. Dạ dạ. Mời vậy dùng. Dạ dạ. Dạ con chào cô Ba. Dạ con chào bà. Gì đâu mà kêu tới thằng con với hả? Kêu anh chị được đâu. Dạ. Ba mẹ cưng nhiêu tuổi? Dạ chắc ba mẹ con bằng tuổi cô à. Trời, nhiêu? Ba mẹ con khoảng 64 66 vậy à. Vậy đó hả? Dạ. Bật cưng. Dạ. Ngồi nghỉ ngồi nghỉ ngồi nghỉ. Dạ. Đãi nước đây cho nhị vị dùng. Dạ con cảm nghe ơn cô Ba. Là chuẩn bị đâu đó rõ ràng. Dạ. Cái này là ngộ bất cập, mẹ hồi đó đó đứng ra làm xui với má chị Nga. Dạ. À, anh Mười Cẩn đó, ảnh là con nuôi gia đình mười mấy năm. Dạ. Rồi ra ngoại cưới chị Nga rồi tới chừng chị bị tai nạn đầu tiên là thằng Giang. Dạ. Khi thằng Giang nó quá nặng đi mà chị Mười chỉ nuôi chưa toàn. Dạ. Ngon lành mà nhỏ vẫn đi xa lăng. Dạ. Nhỏ bước chân đi được thì trong khi bị chị quen bác sĩ Sài Gòn lớn lắm. Dạ. Mà cỡ đó mẹ ba bị té gãy cổ xương đùi, ta không có dẫn nó đi. Dạ. Ra ngoại được. Ở chừng cuối cùng rồi cái bắt đầu bả té xe đạp.
Dạ. Xuống cái chân cái hầm mà đi vô đó. Dạ. Thường cửa vô nhà đó. Rồi bà bị tai nạn, chị có đi lên xuống chị thăm. Dạ. Chứ chị đâu có nuôi được, tại vì em ta đông mà. Dạ. Chị em ruột ta hy sinh, mà chị không có ngờ khi thằng Giang nó khéo, nó đi lên mạng đó. Dạ. Nó cho mẹ con nó lụng bại vậy đó. Dạ. Từ các gia đình Phật tử hảo tâm. Dạ. Để đến cho tiền, chị không có hiểu cái gì hết, đồng tiền lớn. Tới chừng cuối cùng rồi nó mới báo tin cho tao hay. Nó cô ba ơi, bây giờ vì năm con bả làm bình địa phong ba hết trơn rồi. Coi như bây giờ con nắm tình thế từ cái khi mẹ con nhập viện lấy phiếu về, nhập viện lấy phiếu về. Bảo báo tin rồi, rồi tiền bạc coi như là bả bị gì nghĩ, ta nghĩ như gì ruột mà. Mà giữ tiền cho con cháu phải đâu đó rõ ràng cái này ta một sổ kìa. Rồi khi nó đưa ta chưa tới 1 tháng ta mua rau 30, ta ghi 30. Con cá sớm ơi nè, mua con cá đưa hồng bành kia cho nó 40 ngàn. Thì con cháu cho mình ăn lời ăn lớn gì. Mẹ lụng bại, con thì điêu tàn rồi. Yeah. Thấy đứt ruột đi. Đó cũng như là chỉ là chị dâu của chị. Yeah. Thường Giang là cháu nội má tao, bá thường Giang dữ lắm. Yeah. Có cái gì ăn, còn trong này đám dỗ thì phải làm hủ qua hầm. Nó khoái hủ qua hầm ăn chay. Yeah. Giang á, tao phải chiều tao làm để cho cô bụng gì cho nó ăn. À, rồi tình thế giữa chị em mà ta mít lòng với nhau mà mình không hay. Cái bữa đó nó cho tao hay là bây giờ vì con đi Bạc Liêu rồi, nó ra nó mới thực chuyện này. Cô ba coi nè, giấy tờ tiền bạc như vậy 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 nè. Như gì chết con rồi, cô ba ơi thôi giờ con cho bà đi đâu đó, bà đi đi. Còn mẹ con biểu bà về Sài Gòn sống. Rồi bây giờ bà đi với Vua Quang ta thì tao nghe tin là nhỏ em gái nó đi đồng rồi, nó chưa có về. À, nói với nhỏ em gái là sự thật là tao không bao giờ xê chạy. Chị nói thiệt, nói hầu cỡ đó, Nga nặng nhẹ, khó nuôi khó ấy. Mà thiệt công nhận bả nhiều cái bả làm trước mắt mình lợi đó. Yeah. Thì bả làm thấy đẹp lắm. Mà tới chừng mình về rồi đó là bả mới hớt hủi chị Nga. Người tao ra có 2 lần thôi, chị Nga bả mới than với chị. Nói giờ quá hất hủi rồi, bà này bà làm ăn kỳ cục luôn, nấu nướng gì vậy? Thằng Giang đó, tao ra tao nhìn thấy rất là trời, sao cỡ mẹ mày nuôi mày im quá, sao bữa nay mày ốm ốm nhách, mày lòi xương lòi ấy hết trơn, nó con ăn không được. Cô ba ơi, bà nấu nướng rồi bà bỏ bà đi chơi, bà nấu nướng bà bỏ đó đó rồi bỏ qua bà Ba Sơn bà ăn cơm. À, bà đi đâu ăn cơm á, bà không có ăn chung với con từ khi 2 năm mấy nay. Từ khi mẹ con bị tai nạn bây giờ đã nấu tới giờ mà nấu đổ mà nồi bà này. Rồi bây giờ bà báo tin là tiền bạc giữa chị em người ta ta biết với nhau, chứ theo chị ba thì chị ba không có biết đồng tiền rành. Yeah. Là trong khi thằng Giang nó báo cáo nó bây giờ bà trước khi ra đi bà đưa lại cho thằng Giang 10 mấy triệu rồi là hết rồi đó. Tới chừng sau này Mạnh Thường Quân cho tiền là bà giữ đâu 7-8 triệu gì đó. Rồi giờ bà đợi là bà nói cái thẻ ATM của bà rút không được. Tới đầu tháng 6 bà mới rút bà trả cho chị Nga, đang có chị Nga sử dụng. Ai có về đâu. Tại Giang ngu, phải giai đoạn đầu đó là bà với bà Nga nghĩ rằng ruột. Rồi không có tính hơn thua với bà, không ngờ cái bà này quá tính. Bà này công nhận phải nói là tính. Chứ theo đúng rằng người ta em mình nó quá khổ đi. Rồi cháu mình nó như vậy. Thì mình nuôi bây giờ mình lên tiếp. Thấy đồng tiền em mình có, bây giờ tháng mày trả tao 3 triệu, tao nuôi mày 2 năm. Thì 1 tháng 30 triệu, 2 năm thì nó 60 triệu, mình nói đâu đó rõ ràng. Yeah. Rồi bắt em mình mày trả tiền tao, tao nuôi mày nữa, còn mày không trả tiền thôi tao rút quân. Ở này không phải là tính toán mà nhưng thật sự như vậy. Người bệnh nuôi tốn tiền lắm. Yeah. Nuôi tốn tiền lắm. Mà thấy hoàn cảnh bả không, bả nằm trên cái ghế đó. Rồi tôi ra tao mới nói cái tự nhiên cái nó sâu tao vô luôn. Thôi cô ba đi mua giùm cái này cho con, mua giùm cái kia cho con. Rồi sáng nào cũng vậy, 4 giờ chị 4 giờ mấy thức chị cúng kiến rồi là chạy qua chợ mua đồ. Tôi coi rồi nào giờ chị đâu có sát sanh. Mà bây giờ bà toàn là mua cá sống cho nó, không là chỉ cho người ta. Người ta đập đầu tao đập chú giảng sanh. Rồi về tao chùi, tao lắc, tao làm, tao rửa cho sạch, tao vô bọc rồi đem ra nấu nướng mẹ con bữa nay mặt mày mới được tròn trịa như vậy đó. Rồi tao mận cái gì tiền bạc sòng phẳng cái đấy. Cái này mua rau bao nhiêu, mua cải bao nhiêu, mua thịt bao nhiêu,
hổm gầy mẹ con thèm mua con vịt. Chứ gia đình nguyên gia đình chị ăn tương mà. Dạ. Ừ, thật sự vậy đó. Dạ. Rồi không biết là giữa bà Năm đó mà thằng Giang cứ nghe lời thằng Giang đi. Không bao giờ nó nói quan nói ưng cho gì nó đâu. Tôi ráng nghe lời Giang đi chứ chị thì từ đầu tới đuôi chị không thấy là bà đó bà lụm bao nhiêu tiền, bà lấy bao nhiêu tiền. Tại vì hoàn cảnh thằng Giang nó lớn nó khôn rồi, hai mấy tuổi rồi, nó nghĩ rằng gì ruột nó khi đi Sài Gòn về là nó nắm hồ sơ, khi rồi cô bác nào cho bao nhiêu nó ghi hết, nó ghi hết, nó ghi hết, tính ra 200 mấy triệu. Giang nó có ghi lại hết á, ghi lại hết rồi. Dạ. Giang nó ghi lại. Dạ. Rồi thành ra bây giờ tiền bạc dưới nói gì đó thì hoàn toàn vì nói là gì nó không có chịu. Bà này bà nói bà chi phí bà đâu bà thanh toán, bà nuôi nấng bà. Tao hỏi mày dùng cái giấy mà để dây mà để đâm luồng cho chỉ tiểu thông đó. Mà nó nói mua một chục cộng đó có mấy chục ngàn, mà về Na Giang nói nó là một chục cộng 600 ngàn. Được tính con như vậy rồi Giang nó đâu có cùng. Tại vì trong khi cái đường tiểu của nó bây giờ nó cũng vẫn đeo bọc, chứ đâu phải ấy đâu, từ mẹ tới con rất là khổ đó. Gia đình đó, cũng như bác xui đi, ba má chị rồi đó cứ chị mừ cho anh mừ, cứ chị Nga đó ha, cứ chị Nga đó cho anh mừ đó, đi ra ngoài đó. Anh trời ơi, chả làm con nuôi đây mười mấy năm không cảnh. Thành ra thấy vậy ra vô sớm này cũng nhiều nàng lắm rồi, sao chả không hạp, chả hạp với bà Nga. Lấy nách để lại con. Dạ. Rồi giờ tình thế nó vậy thôi. Đó là tùy mấy cậu, mấy đệ. Coi coi quán xét coi như thế nào. Rồi quý vị nào mà mới có nộp tiền cho mẹ mà mẹ giờ mẹ không có cung ứng cho chị Nga đó, thì thấy thực tế bây giờ là 7-8 triệu rồi, bả lợi 2-3 ngày nay. Đi ra Hoàng Giang nó mới nói, nói cô ơi, bả lợi bả than rồi, bả nói bả đau bả bệnh sắp chết, bây giờ để số tiền đó tới Tết bả trả, chứ giờ số tiền đó bả không trả. Rồi tới hôm nay cái thẻ ATM ta vừa nạp sáng chiều mình rút có tiền rồi. Một mai bả đòi bả phải gàn lại, qua một tay tháng 6 bả sẽ trở lại. Rồi tôi coi như vậy làm sao tôi chịu nổi. Nhỏ bây giờ không có gì nấu nướng ăn uống. Thì bây giờ như vậy nè, theo cái lời của mẹ con của Giang nói á, là cô Năm đó đó, là cờ bạc là có không? Giờ ta không thấy, mà như là cái nết của bà là nó lâu rồi. Nết của bà lâu rồi. Dạ. Thằng cháu á, nó đi vô đi trên nó cho coi gì của nó gì đó. Cho tiền mẹ thằng Giang. Trời ơi, dì Sáu ơi, bà ngoại mẹ thứ Sáu, dì Sáu ơi, mà con gặp bà Năm bà quýnh bài ở ngoài á, không, công nhận sòng bài đó lớn lắm, nó quýnh bài ở ngoài. Dạ. Như vậy là chắc có lẽ là cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân mà cho mẹ con Giang chắc là cũng tiêu vô trong đó. Tiêu đó, rồi nuôi ghẻ nhí nữa. Mà bây giờ con nhỏ nuôi gậy nhí tao đi kiếm nó nãy giờ. Nó tặng cô cháu, mà mẹ lấy cháu. Vợ nhỏ đi khỏi rồi nó không có nhà. Tao đi kiếm nó nãy giờ. Mẹ kể luôn. Nó cho nó bể ra chành bành té bẹ cho bà biết gì ta. Bể nèo cỡ bác Sáu Trai còn sống lận. Bác xui á, ông khóc kỹ lắm. Ông muốn tự giận cũng chết. Mà giờ đỡ rồi, tới giờ cũng vẫn còn dính liếp. Hôm rồi này mẹ lên cho đất mới hỏi chảnh chứ đâu. Bây giờ mình biết bà đón xe đi lên vậy thôi. Mà thằng quỷ đó thì chị Nga thì chỉ nghe điện thoại liên khúc. Rồi tao tức mình, tao tưởng đâu mày thôi mày kêu tao, tao làm cái thẻ cho mày. Giờ cô làm cái thẻ, chị cứ làm cái thẻ chị cho nó đó. Thẻ ATM. Dạ. Mình nên thiều thì bon quốc hai thẻ. Chị có cái thẻ chị lâu rồi, 5 năm rồi. Dạ. Rồi cái thẻ chị làm cái thẻ mới rang. Chị cho nó coi cô bác nào có cho thì nhập vô thẻ Mạnh Thường Quân của nó. Cái cho bao nhiêu cái nó ghi bao nhiêu ghi. Nó cần nó rút 1 triệu 2 triệu gì đó chị đi rút cho nó. Dạ. Chứ mày coi nó gì nó đi đâu. Dạ. Cái thẻ thì chắc ăn nhất. Không ai lấy được, bị số thẻ số ấy rồi.
giao hết cho giao dạ. luôn. Thì ừ. bây giờ như vậy là theo con được biết á, ừ. là lỡ cô nói khác, lỡ cô ba là chị dâu của giờ cô bà già sáu của cô Nga, bà Mười Cẩn, ờ chị dâu của bà Nga, chị thôi dâu mẹ, của cô mẹ Nga. Hỏi cái bà đó, bà bình dữ lắm, bà thì cũng là người ăn tương, thì ba bốn người ở đó nói khác, lỡ cô nói khác, lỡ không, mẹ Giang được, mẹ con ba Giang cái mì con Giang nói ba khác. Cái mì thùng còn kìa, dầu ăn còn kìa, đặng tụi tao trong này mua dạ. nói nói ba vụ mì cho biết. Cái Giang đó có tài đồ nhiều rồi, bả lấy đi hết chiếc xe đẩy rồi cô ba. Bây giờ còn số này nè, nó có cho chị ba số nữa. Dạ. Ừ, chị còn bỏ trong tủ kìa. Rồi nó thôi số này chị ba, cô ba đem về tẩm đi, cô ba bán cho con. Có sổ sách đàng hoàng tao ghi là ba thùng mì. Nó, tao nói sáng này để tao đem qua tao đưa ha, một thùng mì rau nấm thịt, một thùng mì rau chay. Thùng mì thịt đó thì con vợ thằng ấy nó mua 70 ngàn, người ta hỏi thùng chai coi nhiêu, đặng đi qua bển lấy tiền về đưa cho nó. Người yeah. ta mua 2 chai dầu ăn, con Út Danh mua 2 chai, rồi yeah. ta mua 5 kg rưỡi đường, Út Danh mua 2 kg. Trời ơi, tao ghi gạch lắm ơi, yeah. ta mua không à, chứ ai đâu mà đi vô nhà mà cướp lấy của, nó mua Phật. Vậy là mỗi một người là nói khác nhau như vậy rồi làm sao biết ai đúng ai sai được cơ quan? Cái bà đó là bà chứng quốc rồi, bà nói tao vô trong nhà bà Mười Cẩn, bữa nên nào nào sớm ơi tao đi ra tao hồi đãi tao đi lấy phiếu nè. Nói cô bà, cô lấy cái phiếu, cô lấy gạo kìa, lấy giùm về 10 kg gạo tao chưa chạy mãi rồi còn để trên xe Honda rồi. Dạ. Cô bà cái clip đó, bà đi bà nói cô bà quá trời luôn. Đó, cô ba vô trong nhà này giật dọc lấy dầu ăn đường bột ngọt mà thiệt sách đó nặng lắm, tới 8 kg đường, 3 thùng mì tôi để lên xe tôi cột tôi chở về ngoài này yeah. rồi đủ thứ trơn, rồi đem về đây tôi ghi một số tới quân mà nói là ngang bà Danh ngang chiến tới ngang chồng bà làm hồ xong rồi là góp thu gom tiền lại đưa ra ngoài cho thằng Giang tội nghiệp mẹ con nó ăn Giang nó khứa thật thâu tưng thế đứt ruột. Bây giờ nó ngồi trên cái xe lăn đó, ở lên lợ bếp nó làm đồ ăn, mẹ nó dạy nêm. Vậy đó mà nêm vừa ăn cho mẹ nó nêm xong rồi mẹ con ăn được. Rồi bữa nay Giang mặt mày tròn trịa ơi. Nói ngày hai mẹ con nửa ký thịt ăn ngày. Dạ. Yeah. Ừ, nửa ký thịt nạc, nó ăn thịt nạc con. Dạ. Rồi coi ta gì vậy nè, tại sớm ơi, cá điêu hồng 40 ngàn. Cái con cá bệnh tuy bị ngang tổ mẹ vậy nè. Rồi chị mắc đi tái khám bệnh, đi ra xét nghiệm máu. Rồi đi lên trển tái khám bệnh, bà mẹ khách gì bữa nay khủng khiếp luôn, bị ngày của bà bác sĩ Ngọc. Dạ. Yeah. Quá trần trời đợi lâu rồi. Rồi tao ghé vô ngang cơm từ thiện, tôi xin hai hộp cơm từ thiện về á. À, nếu như mà một người nói một cách như vậy rồi là ai đúng không, ai sai bây giờ? Bây giờ nếu sao bà ba với bà Năm là một bụng. Còn cái này chị ba nghe theo lời thằng Giang. Bị thằng Giang nó tường thuật, nói có sách mách có chiến chứng. Thành ra cứ việc mấy cưng nghe theo thằng Giang, không bao giờ trên lệch. Tao nói thiệt, tôi thiệt, đây là giữa mà, của đường. Mà bây giờ con nói với cô nghe nè, cô Năm nuôi khoảng 1 năm rưỡi nay, tại sao không có chuyện mà tới khi mà Mạnh Thùng Quân kêu làm cái thẻ là lại có chuyện? Ừ, nó, thấy không? Là tại sao là 1 năm rưỡi nay, 1 năm rưỡi nay là cô Năm nuôi là sao? Không, 1 năm rưỡi nay là tao kể cho mày nghe là 1 năm trở về đây là tao nghe bá thủ thủy, tụi nó không ơi. Tụi tôi ra mà tiếp bà rầu là tụi tôi bị mang tiếng liền. Chen vô cái chỗ mất cái miếng ăn của bà Năm này là bà Năm này bà sẽ quật trợ cho bà thấy. Hỏi chị coi, trời tao lên tiếng tao nói trước rồi. Con Danh nó cũng vậy, Danh nó tôi thèm xài nha. Tôi thèm xài nha. Tôi ra tôi bẻ xài à, tao mua cái cây chọc xài đàng hoàng. Rồi Danh ra bẻ xài. Cái người bắt đầu Giang nó mượn tao. Tao không biết trời trăng hay đất ịch gì trơn. Rồi cái ngày bà đi Bạc Liêu đó là mới đi 5 ngày rồi là bắt đầu dây ngang tao đi mua đồ tao đem ra giùm, nó điện sáng cái nó điện vô tao nói à, mà nói thầu cô giờ làm tao phải lạc đi số nữa nè, lạc đi cái số mà của tao hồi đó tới giờ rồi tao phải cắt cái khúc ruột tao đưa cho nó đặng cho cái chị gì ở Mỹ đó đặng chỉ cái sim là tuyệt đối lâu quá bà mới chịu. Còn sim mới mua bà không chịu, tao mua sim mới kìa. Tao kiếm người nhà tao điện. Tao cho số lợi muốn chết luôn, chị là từ thiện mà. Chị đưa bệnh 30 năm trời lên xuống thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ tao rành dữ lắm.
Thì bây giờ người nào cũng từ thiện, người nào cũng ăn chay ăn tương không, mà mỗi người nói một cách khác nhau rồi. Mà nhưng tao thấy là bà Ba với bà Năm là không rồi, là tại vì là mà nhưng bà Mười tao chị tao bá Trật là Trật cái này nè. Theo như người ta nuôi mình cũng phải cho tiền người ta. Bây giờ tiền bạc người ta gửi Mạnh Thường Quân bả là người thật. Bây giờ bao nhiêu tiền? Bây giờ chị già, tôi mướn chị. Giờ chị đi ở đợ người ta cũng vậy, chị nuôi tôi. Tôi mướn chị một tháng đó. 3 tháng đầu tôi trả cho bà là tôi cực bà săn sóc tôi, bởi vì chị đi ra chị coi mấy cái lỡ lét của bà đó. Yeah. Rồi bà Năm bà mới nói rồi bà Bon ơi tôi làm vậy. Tôi nói rồi chị ơi, chị ráng rồi chứ tưởng đâu cỡ đó bà chết rồi. Yeah. Bà Nga. Yeah. Nói thôi giờ chị ráng chăm sóc bà đi. Mình nghĩ đi đâu à, Mạnh Thường Quân tiền gì giữ thần của trời ai về đâu, thằng Giang nó ghi. Tiền khủng khiếp bà Năm bà giữ hết trơn. Năm giữ không à? Nó nói giờ cô ba ơi, con nghĩ rằng vì con bà thật, thành ra con mới thả trâu như vậy. Chứ nếu mà con biết như vậy, con đâu có để thả trâu như vậy. Thả trâu vậy rồi cái chừng bây giờ mẹ con giật mình. Nói thôi, bây giờ còn lại mười mấy triệu để em thẳng mình sống ra ra thôi cho ba rút quân đi. Rồi nó mới biểu tao biểu là anh thẻ ATM. Tôi nói rồi ai khiên nó đi, đi vô ngân hàng. Rồi tao mới ra tao hỏi cháu ở ngân hàng tới tao làm 2-3 thẻ được không? Nói được cô, làm được. Rồi thành ra tao làm cái thẻ cho nó, cái thẻ tao hết hạn. Cái tao làm tao thêm thẻ nữa. Ra thẻ tao giữ còn thẻ. Số của nó thẻ mới đó là hoàn toàn tao giá hết cho thằng Giang. Nó làm gì đó nó làm. Dạ. Yeah. Thì bây giờ nói chung ra thì mình rồi cũng giờ, có mình cũng có tìm hiểu nha quý vị cơ giờ các bạn. Thì mẹ con của Giang thì nói khác. Bên dì Năm với là dì Ba của Giang thì nói khác. Dì Ba ở đằng này thì dì Ba cũng nói khác nữa. Thì cho nên là mình không có biết tin ai luôn. Thì bây giờ tùy duyên nghe cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào thì có lòng hảo tâm thì giúp đỡ cho mẹ con của Giang. Chứ bây giờ mình cũng không có biết tin ai nữa bây giờ. Tao cũng không biết cái số tiền bự mà như thế nào, không biết số tiền nhỏ thế nào, một tay cái miệng Giang nói. Dạ. Nhưng thằng Giang không bao giờ xê chạy. Dạ, mà bây giờ á, con muốn biết rõ hơn á, là tại sao mà đang nuôi, dì Năm đang nuôi, mà tại sao bây giờ là mẹ con Giang lại là không cho dì Năm nuôi nữa? Là tại vì bả làm riết rồi, thằng Giang làm đồ ăn, ăn không được. Làm đồ ăn, ăn không được. Bả càng ngày bả càng lún sâu ha. Là khi tao ra mấy lần ra khi tao gặp rồi nó rồi dì Năm bả đi mất tiêu rồi, bà coi bả kho nào thịt gì sao ăn, bà chiên nào cá gì sao ăn, rồi mẹ con ăn không nổi bò, rồi bả đi mất tiêu rồi. Giờ này là bả đi mất tiêu rồi, tới chặn dạc bả mới về. Vậy là cô Ba cũng đã có đi ra đó, cũng có chứng kiến phải không? Là chứng kiến là tất nhiên là dì Năm là không có ở nhà ha. Không có nhà. Dạ. Bả đi mà toàn bả mặc đồ đẹp không luôn, bả mặc đồ sang trọng đẹp lắm. Sao mà con lỡ lúc nào con thấy cái cô Năm đó rồi cũng là hiền, cũng là mình nhìn á thì thấy là đúng là con người là thật thà chất phác luôn. Sống thành phố Hồ Chí Minh mà từ nhỏ tới lớn. Dạ. Thì thôi bây giờ á mấy cưng đến để xác minh. Dạ. Để biết những cái sự thật. Dạ. Đó. Rồi bây giờ bà kêu tao về tao lục, nãy giờ chưa lục nè. Kiếm cái số điện thoại của bà Úc trưởng. Tại vì nàng này đi lên ở cái nhà cái nhà bà Úc trưởng trên trên đất á, nhà bà Vú tao biết. Dạ. Yeah. Ra điện thoại cho bà Úc trưởng. Nói chuyện gì đó cho mẹ con nói chuyện. Dạ. Yeah. Vậy cho nó dễ. Dạ. Yeah. Bởi vậy rồi bây giờ tình thế như thế này. Tao thì nếu tao khỏe, tao đi mua đồ tiếp tục. Còn nếu tao không khỏe tao nói là ơi bà kiếm người đi mua đồ cho bà tội nghiệp lắm. Dạ. Mua đồ cái về đây nè, tao rửa ráy, tao lặt đồ đâu đó sạch bông đàng hoàng cho ấn tượng cho tao đem ra. Rồi Giang vô bếp nấu. Dạ. Nữa mẹ con quất. Thì bây giờ nếu như mà hai bên như vậy thì mình cũng không có biết tin ai, cũng không biết làm sao luôn nghe cô chú anh chị. Thì bây giờ tùy duyên của mẹ con Giang đi, bà con cô bác nào mà thấy mẹ con Giang đáng thương, thấy cần giúp đỡ thì bà con cô bác cứ liên hệ số điện thoại của Giang, rồi Giang sẽ cho cái số tài khoản, rồi bà con cô bác cứ
trao tiền để mẹ con của Giang sinh sống qua có ngày. sinh sống. Dạ, còn bây giờ thì mình hỏi một đường thì một đường nói theo một đường, mình hỏi một nẻo thì một nẻo nói theo một mà già ba đó, nẻo. Bà có quay cái clip cưng có quay đó, dạ bà nói chuyện về xấu về tao là tao không chịu rồi đó, dạ rồi á, tao thiệt. là thêm là mẹ con Giang là lại là nói thêm một cách nữa, thì bây giờ cái hoàn cảnh này rất là khó khăn. Thì bây giờ tùy duyên của mẹ con Giang nha, thì bà con cô bác nào có thương thì cứ giúp đỡ cho mẹ con Giang, chứ bây giờ mình không biết làm sao nữa. Tại vì cái số tiền của Mạnh Thường Quân nó rất là khó, Khó lắm. rất là khó. Nếu như mà mình xài không đúng mục Không đích có mà đúng mình đó xài tao sai ơi. rồi. Đức ông bà nói là tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, Dạ. bạc xài lầm bạc ác như ma. Dạ. Bởi đang tao trong này gia đình tao tu hành đâu đó tiền bạc rõ ràng đó. Dạ. Mẹ bà thương bà cưng gian dữ lắm, trời ơi đâu có hay mình nghĩ rằng bà là chị ruột. Dạ. Bà nuôi mà nhưng bà Nga bà dở, chứ gặp tao tao không có xảy ra vụ này đâu. Chị à, chị nấu nướng chị nêm như vậy nè chị à, chị làm cái này nè, nết mẹ con ăn như vậy nè, chị nêm chị như vậy, rồi chị phải lo cho em vậy 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 vậy. Một tháng á, cỡ em nặng 4 tháng đầu thì em trả cho chị như vậy, tiền mình nắm mình biết mà. Rồi từ đó trở về sau em cho chị tháng 4 triệu thì cứ việc dòng mới có 5 rưỡi 2 năm nay chứ nhiêu. Dạ, tại vì lúc đầu con không có biết, con lỡ con trao tiền á thì Giang cũng có nói thôi anh trao cho dì Năm của em đi, Có thấy không? anh đưa cho dì Năm á, tại vì dì Năm lo hết cho mẹ con của em. Dạ, thì bây giờ nó xảy ra cái cớ sự như vậy thì mình cũng Nó thật lúng sự ra là không biết ai đúng ai sai. mình vô. Không, mẹ mình Năm này sai, mình mẹ Năm hỏi này không đúng một đâu. đầu, mình hỏi Không nhà nói thiệt. một đầu này thì khác, mình hỏi một đầu kia khác, Thôi đúng ra như mình ta, hỏi một đầu nọ thì phải khác. có cái clip ba ghi. Bây giờ đi thành phố Hồ Chí Minh, đây nè, đi vô bao nhiêu tiền xe, bao nhiêu tiền thuốc, bao nhiêu tiền bảo hiểm chi ra, bao nhiêu đóng tiền đâu đó rõ ràng. Dì Sáu về trình bày với con nghe, dì Năm trình bày với con nghe. Giang trở thằng trình độ mà Giang đâu phải thằng tầm thường. Dạ. ừ. Nó thì bởi bởi vậy là làm nó không có rõ ràng. ừ Rồi Không có rõ ràng. sau này cũng vì tiền bạc mà vì cháu chị em không còn thương nhau rồi á, Đúng. thì lúc mà bệnh hoạn nữa mà không có tình làng nghĩa xóm, không có tình nghĩa chị em nữa thì Cái bà nó mà ở rất cặp là mé khó đường khăn đó, luôn. Dạ. bà cả ở cặp mé đường đó là bà đó đã tốt lắm, bà biết nhiều chuyện dữ lắm mà sớm mời này là tao cãi răng bà nói đó. Bà không nói, đúng, con cũng có đến con hỏi nhưng mà Không, bà cái không có bà ở nói. cặp mé Dọc đường dọc đường đó, con gặp người ta con hỏi không ai hỏi trả lời, không mà ai nói hết đó. không Dạ, bởi vậy chỉ nó có mới khó. mới khó đó. Dạ, phải nhíu, nhưng mà người ta chịu nói đó, thì Mình dễ. mình dễ lắm, là mình sẽ tìm hiểu ra được cái đó là do ai để, là không để thiệt thòi cho mẹ con của Giang. Đúng, tự dạ rằng cưng làm như vậy là chị chịu. dạ chứ Mà những bị vấn đề bây giờ khó nói ra lắm. Giờ tiền dạ bạc mẹ giữ trong cái thẻ ATM mẹ hết trơn rồi. Vậy ra thì cô chú Mạnh Thùng Quân nào á, mà có gỡ tiền qua cái thẻ của cô Hoàng á, cô chú anh chị, thì cô chú anh chị điện báo cho mình biết, để mình biết coi coi cái số tiền mà cô Hoàng nắm nó có đúng như là cái sự thật của mẹ con của Giang nói hay không, rồi có đúng như là sự thật của cô Hoàng khai không nghe cô chú anh chị, để mình biết đường để là hỗ trợ cho mẹ con của Giang. Chứ nếu đúng như mà cái trường hợp này á, nếu như gặp một hoàn cảnh nào khác á, là mình sẽ bỏ luôn, mình sẽ không có còn liên quan gì tới nữa, đúng nhưng mà rồi cái hoàn cảnh của mẹ con Giang rất là tội quá nghiệp, trời tội quá trời rồi, tội. nó dài dòng, nó Dạ. còn dài lắm. Mẹ Dạ. con bây giờ còn khỏe còn dài lắm, Dạ. Bởi vậy nếu mà bỏ ngang thì cái hoàn cảnh nó nó tội rất là lắm. tội lắm cô chú anh chị. Đúng. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình kiếm một cái nhà người gần gần hay là một người địa phương nào ở đây, mình sẽ hỏi coi được hay không. Nếu như mà hỏi mà người ta chịu nói thì cái đó là nói đúng cái sự thật, là mình sẽ biết ai đúng ai sai nha cô chú anh chị. Thì hôm nay con đến con hỏi cô ba thì là để là biết thêm một số sự thật ha. Vì Dạ. tao mới ra vô đây tháng nay à. Dạ, để con biết thêm một số sự thật coi như thế nào. Dạ. Tao nghe thằng Giang nói chuyện không à. Dạ. Rồi bà già ba mà bà vô cái clip nói không tốt với chị ba đấy ha, là Dạ. sai rồi, Dạ. sai xa lắm, sai Dạ. xa lắm. Thầy, Dạ. tao không biết trời trăng, mấy đứa bả còn kiểu tao kìa. Đi kiếm coi bà Hoàng bà chạy chiếc xe đạp ở đâu cô ba. Xe đạp bà gửi chỗ nào cô lấy cô đem về chổng đi, cô chạy cô đi thể dục luôn đó.
Rồi bà còn nói ba củ dưới sàn của chị kìa, con lấy con đem về trong này con chụm, tại bởi người ta chưa có dám lấy cái gì hết, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Chỉ có chở ba cái đồ về đặng bán, đặng chắc sửa. Chủ nhật, thứ bảy chủ nhật tình tới, mình tính nó đi làm hồ về rồi mới gom tiền lại, đặng đi ra tiền dầu, đứa mấy chai, nước tương mấy chai, đó, rồi nước mắm mấy chai, rồi bao nhiêu ký đường, nó ba thùng mì, rồi mình mới cộng lại, mình gom ra, mình ra, mình đưa tiền cho cháu nó. Dạ, đưa tiền lại cho Giang nha. Ừ, đưa tiền cho Giang, bây giờ tao bắt không có ai giữ tiền bằng Giang hết. Dạ. Bây giờ tôi có thẻ rồi đó, dạ. Thôi giờ lỡ rồi. Đó, từ từ mấy đệ tìm hiểu được tới đâu thì mấy đệ tìm hiểu chứ riêng gì, bởi vậy tôi mới nói đó, con Danh nó mới nói đó, chị em của bà sống với nhau bà làm sao mà để cho nhỏ bây giờ nhỏ không thuận. Danh nó nói chuyện nhiều chứ bà chưa có giáp mặt nói với chị một câu nói nào hết, bà Năm. Yeah. chưa nói. Yeah. Đó là chỉ con cái ổng rày tao cũng hơi cực hơn. Dạ. Là mua đồ mua đạo uống nước đi cưng. Dạ, cái nước cái đi. Đó là mình làm phước rồi, mình đó làm phước đó. Dạ dạ. Ừ. Dạ thì dạ là dạ. Nói chuyện vô rồi cô ba, tôi nói mẹ ăn gì mày chuyện tao sáng cô ba đi mua đồ vậy đó. Dạ thì để mình đi tìm hiểu thêm nữa nghe cô chú anh chị, thì gặp cô ba rồi chắc có lẽ là mình sẽ tìm đến là chính quyền phó ấp trưởng ấp ở đây coi người ta có nắm được cái hộ của mẹ con Giang không nghe cô chú anh chị. Thì đây là câu số điện thoại chủ mặt không. Dạ thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều quý